Bây giờ mấy vị cứ nghĩ đi, hơn thua nhau được gì, gây oan trái thôi, máu đổ đầu rơi. Chỉ là hai người khổ là cha mẹ mình thôi, phải xách giỏ đi thăm mình, mà người bên kia phải đi nuôi con mình trong bệnh viện, khổ không? À. Quý vị phải làm sao cho xứng đáng là người đấng nam nhi, là người con thật sự. Như vậy mới là người anh hùng thật sự. Một người nào ngày xưa mình đã từng vô ăn quán với họ, bây giờ họ gặp mình, họ đánh mình lại, mà lúc đó thì sẽ đối xử lại như thế nào? Và cái trường hợp đó thì con cũng có trải qua rồi, nhưng mà là trước đây, cách đây cũng vài tháng chứ không phải là mới đây. Như lúc trước thì con cũng đang trong chùa, con làm công quả, xong rồi con mới chạy về nhà cũng vô, thì con cũng bị người ta đập bể đầu, nhưng mà sao được nhìn mẹ mình thì như vậy. Mình thấy mẹ mình ngăn khuyên con mình, hay thấy mẹ mình thấy mình đổ máu không phải xót, nhưng mình thấy mẹ mình như vậy, mình là người con thì mình biết cái bổn phận của mình nhưng ở đâu, thì nên mình buông bỏ và thôi vị tha, cũng không có chấp chứa nữa, coi như mình trả cái nghiệp của mình. Thì À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho đời mình đi, xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị. Xin chúc cho quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở dưới chân núi Cấm quý cô chú anh chị. Mình đang tìm một vị sư, là vị sư này hôm giờ mình có quay clip lên rồi, nhưng mà mình muốn tìm hiểu sâu về về sư nữa. Rồi rồi thì mình lên tới trên núi núi Sập á, mình lên thiền viện Trúc Lâm mình tìm sư, nhưng không có duyên để gặp sư. Thì hôm nay sư được biết là sư đang ở trong cái khu rừng này. Đây là rất là cây cối um tùm rồi quý chú chị. Sư đang ẩn trong cái khu vườn này. Đây là đây mình liên liên hệ với sư được qua cuộc gọi. Thì sư bắt máy thì sư nói là đang ở trong đây, thì bây giờ mình cũng đi vòng vòng kiếm sư. Xin mời cô chú anh chị mình hãy cùng theo cho đời bình yên để gặp sư, để tìm hiểu về sư, cuộc đời của sư nhiều hơn nữa. Vì thấy cô sư là một người giang hồ mà buông bỏ hết tất cả để quay về với Phật pháp, điều này là chắc là khó, ít có ai làm được. Thì hôm nay mình cũng quay để chia sẻ lên, mong là mọi người trong giới giang hồ, nếu mà người nào có đủ duyên hãy sớm quay về với là Phật pháp để mình giác ngộ lại, để mình tu tập, để sau này mình trở lại mình giúp đời, đừng đi vào con đường mà nghiện ngập chích, tù tội và làm cho xã hội này rất là buồn bã, rất là đau khổ, và gia đình mình cũng vậy. Thì ý mình hôm nay mình muốn chia sẻ lên đoạn clip này để cho những anh chị nào mà dính vô con đường giang hồ thì sớm quay đầu giác ngộ trở lại. Tại vì cuộc đời này bây giờ nó rất là mỏng manh. Thì xin cô chú anh chị mình hãy cùng theo bước chân của mình để tìm một vị sư đã từng bỏ là tất cả để quay về với Phật pháp. Cà sư cũng cho biết là sư đang ở trong cái khu vườn này để mình đi kiếm sư, để chia sẻ về cuộc đời của sư, coi có đúng là sư tu thiệt hay là tu giả dối. Ở đây là dưới chân núi nên mình đi cũng hơi vất vả. Rồi nãy mình đi dọc đường đó quý cô chú anh chị, bữa nay cũng xui mình đi chạy, thì bỗng anh đó anh đang chạy cái anh quẹo ngang mà hên mình thắng lại kịp, nhưng mà mình thắng nó bị nó chợt cái bánh xe, thành ra mình té, bây giờ cái đầu gối mình đau quá. Mình đi mình lên nè cô chú anh chị, thấy không, cái giữa quần mình rách luôn, rách lỗ rướm máu luôn, tay mình cầm có người ta quen hơi khó.
thương má luôn, bây giờ đi nhắc nhắc. Sư nói là sư đang ngồi thiền để mình cho kiếm sư, tại vì mình có hỏi trước, mình sợ là làm phiền sư đó. Trong lúc tịnh tọa mình mang tội nó nên mình xin phép trước, được sự đồng ý của sư mình mới là dám lại chia sẻ. Kệ kệ sư đang ngồi, khu vườn rất là lớn. Rồi tìm được sư rồi, mừng quá. Dạ hồi bữa giờ tìm sư quá luôn à. Sư đang ngồi thiền hả sư? Sư về đây từ lúc nào đặng sư? Ngày xưa ngồi đây vậy mũi có chích mình không chứ? Cái mũi quá nè. Có cũng có mà không cũng không. Rồi sư sư về với ẩn náu đây để tu rồi cuộc sống ngày xưa tu như thế nào, rồi mình có chỗ để nghỉ ngơi gì không? Dạ có chứ à. Dạ. Về đây cũng nương nhờ đồng môn sư huynh đệ được cái đạo tràng cái tịnh thất ở đây. Sư huynh đệ cùng chia sẻ nhau, đồng tu dìu dắt nhau trên con đường cầu đạo, trên đường tu tập. Cho tinh tấn là người con đệ tử của Tam Bảo chân chính. Mình là con, từng là con người vô minh, là con người mê muội, chấp mê bất ngộ, bê tha lầy lội. Thì từ đó mình biết quay đầu ăn năn hối cải, biết mang nhiều tội lỗi. Thì ta đi với nghiệp của ta, dù tốt hay xấu ta tạo ra từ mình, theo ta như bóng với hình. Thì mình hiểu được cái điều đó thì mình quay đầu và tìm lại bờ giác ngộ, về nơi nguồn cội quê hương của mình. Thì bên trong mình, cái chân tâm của mình mới thật sự là con người của mình. Còn ở ngoài đây đang mang cái thân xác này, là cái thân xác phàm phu của người bình thường, cái nhục thể này rồi ta cũng trả về cho tứ đại đất nước gió lửa mà thôi. Thì cũng cơ duyên và hữu duyên, thuận theo tự nhiên và tùy duyên đưa về núi Cấm lại. Thì ở trần chỗ của sư huynh Bán Nhan, thì ở đó được mấy bữa đảnh lễ và chào sư huynh, ghé thăm sư huynh, xong rồi cũng chào sư huynh và từ sư huynh rồi về bên đây để cùng tu tập với mấy vị đồng môn ở bên đây, là ẩn tu, là lên núi để tu tập công phu chứ không đi hành nữa. Thì hành bao nhiêu nay đã như vậy là thấy đã đủ rồi sư, đủ rồi. Bây giờ mình phải càng đi thì càng mệt, nhưng mà mình hành như đủ đi, đúc kết ra rồi thì mình về mình công phu, mình quán lại rồi mình gắng tu tập và tinh tấn. Thì ở đây là mấy sư huynh đệ ở đây sống cuộc sống hàng ngày là đều nhờ các vị thí chủ, các vị chúng sanh cúng dường. Đấy là khi mà tiếp tế gạo rồi này, lương thực thực phẩm dầu muối bột ngọt đều là mấy vị đó trợ duyên. Còn tới ngày thì mình ra ngoài chợ, gần đây có sư huynh chạy ra ngoài chợ là sư huynh xin mấy cái rau củ quả của mấy cái vị bán ngoài chợ, nhưng mà cũng nhận qua nhiều ngày thì thấy nó héo úa, nó không còn tươi tốt nữa, đâm ra người khách hàng người ta cũng không thích cho mấy. Thì mình tận dụng cái đó về mình để mình nuôi sống cái bản thân mình, giống cái thân xác này, để mình có sức để mình cầu đạo và mình học và mình quán. Và mình trong khi đó thì mình phải biết tri ân và báo ân những người đã làm ra những cái thực phẩm đó đem đến cho mình để nuôi cái thân xác này mình của mình. Là chỉ cần con người phàm phu, người bình thường, để cho mình có sức để cầu đạo đập. Và mình đem lại cái sự lợi lạc cho nhân sanh và chúng sanh. Đó là cái điều của người con và người đệ tử của Tam Bảo cần phải làm cho đúng đắn. Thì vừa qua thì cũng có cái duyên gặp được sư
và chia sẻ lên một đoạn clip là cuộc đời của sư. Trước kia đã quá nhiều tội lỗi, bây giờ sư đã buông bỏ hết tất cả để làm lại cuộc đời và theo mà học Phật để mà mình giải thoát cho khỏi luân hồi. Thì hôm nay cũng trở lại đây để mà tìm hiểu sư thêm một chút nữa về cuộc đời của sư, coi như thế nào. Thì mình có đăng lên thì cũng có rất nhiều người nói là thời kỳ này cũng có nhiều người giả mạo để đi tu, để mà lường gạt này đủ thứ chứ á. Thì hôm nay mình muốn làm sáng tỏ coi là cái cuộc đời của sư có đúng thật như là sư đã đi tu gì không. Thì hôm nay cũng lại đây cũng chia sẻ lên, thì mong cũng sư cũng trình bày về cái cuộc đời của mình với mình tu ở đây là sao, nói cho rõ cho cô chú anh chị để tìm hiểu thêm nữa. Thì ở đây con xin phép tiền chính người ý, mỗi người ý, ai cũng đều có quyền nghi ngờ cũng vậy, tại trước đây mình là từng con người sai lầm, từng là con người vô minh, mọi chấp mê bất ngộ, mình đi là con đường sai trái, bây giờ con đường mà nhiều người ta phải kỳ thị và xa lánh, thì từ đó mình biết sai mà mình sửa. Còn bây giờ mình làm thì dối mình chứ không thể dối người được, mình cũng đừng nên gạt mình mà gạt người. Thì mình làm gì lương tâm mình là người biết rõ nhất, là trời biết, địa biết, là người biết rõ nhất, mình không cần phải giải thích thanh minh hay bào chữa. Tại vì do mình mà ra để đúng người rồi. Ta mới có cái sự nghi ngờ và suy nghĩ và đánh giá và bình luận như vậy. Thì mình cũng hoan hỷ vì mình đã trả được cái nghiệp của mình. Cũng mô Phật nhờ mấy vị đó mà mình kiềm chế được, mình cũng không phẫn nộ mà cũng không sân si, mình cũng có nhiều người khen mình, mình vui cho mình thì nói người chứ đó bây giờ biết hối cải, khen thì mình cũng không đó lấy làm thú vui, để dễ vui. Thì nhiều người ta muốn chỉ trích mình thì mình cũng hài hòa, mình đón nhận, không hờn, không ghét mà cũng không giận, cũng không vui, mình giữ tâm bình đẳng. Tại vì do mình mà ra thì mình phải sám hối. Nếu mình không làm như vậy thì người ta đâu có gieo cái khẩu nghiệp đó, nên đó để là cái quan trái. Do mình mà ra thì nay con xin thành tâm sám hối. Bao nhiêu vị đã nghĩ tốt về con hay nghĩ sai, con cũng hoan hỷ đón nhận và xin thành tâm biết ơn quý vị. Nếu mà con xin thành tâm sám hối những tội lỗi tâm thân khẩu ý của con nhiều đời nhiều kiếp đã làm cho quý vị, do những cái lời nói, cái khẩu của con nói ra mà làm cho quý vị đây phải có nhiều người phải đau khổ, có khi máu đổ đầu rơi, làm cho bao nhiêu người phải đau khổ, thì nay con phải xin thành tâm sám hối. Mong quý vị xá tội lỗi ấy cho con. Xin thành tâm biết ơn và tri ân. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sư cho mà hỏi những cái người mà lỡ mà họ hiểu lầm về sư á, họ chỉ trích về sư đó, rồi sư có hoan hỷ là sư có, cũng như là mình hoan hỷ cho người ta không có bị khẩu nghiệp, tại người ta lỡ nói lời nói xúc phạm. Con đã có cái nguyện của con là nguyện sám hối con là con đã đọc cái bài nguyện đó. Cho dù những người đó ta chưa từng gặp, chưa từng biết nhau, nhưng họ đã đưa ta tới nơi chốn tận cùng đau khổ, thì ta cũng không có nên quán trách họ. Thì tại vì mình nợ người ta mà có thể nhiều đời nhiều kiếp trước mình nợ người ta, bây giờ người ta đến người ta đòi mình, thì mình phải trả, con nghĩ mình trả. Nếu mình đã học, mình có giáo lý của Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì mình phải hiểu và mình biết để với tâm linh, thì mình phải hoan hỷ, mình đón nhận, mình không quán trách, không hờn, không giận, cũng không vui. Vì mình biết mình đã đi đúng bánh xe của chánh pháp và trên con đường trung đạo lành thai, mình đã trả được nghiệp của mình. Thì cũng như là đúng như giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ dạy là dầu ai hờn giận ta hay là ghét ta hay là thương ta thì cũng lấy đó là cũng bình đẳng, ta không bao giờ mà luôn giữ cái tâm từ bi và lòng yêu thương hỷ xả vô bờ bến của như các vị Phật và vị tổ thầy, các vị Bồ Tát đi theo dưới chân của Ngài, người của Ngài mà đi theo cái bánh xe chánh pháp và con đường trung đạo như con đã nói, mình luôn giữ được cái đạo đức làm người thì đó, chỉ cần giữ được mấy yếu tố đó là mình là con người đã quá thay đổi rồi, là con người đã, nhiều người cũng muốn cái điều đó nhưng mà nhiều người chưa làm được, có thể nhiều người làm tốt hơn nữa, có thể tốt hơn con rất là nhiều, nhưng mà con chỉ là gì đâu, nhưng mà mình biết sai là sửa là tốt,
Dạ. Cho cái hỏi. Gì cũng có cơ hội sửa đổi hết, quan Dạ. trọng mình có chịu sửa đổi hay không, hay là mình cứ bào chữa, mình lấy cái bản ngã, cái tôi, cái sĩ diện của mình cao quá, mình phải gạt bỏ cái bản ngã, cái tôi, cái sĩ diện của mình xuống để mình bình đẳng hòa đồng với mọi người, Dạ. thì nó luôn có sự yêu thương và sự trung thực. Nếu mình không thật sự mình trung thực với người ta thì tại sao người ta lại trung thực với mình? Mình phải đòi hỏi lại trong cái lương tâm của mình có thật sự là thật với người ta chưa, Dạ. và mình có thật sự là hài hòa, mình yêu thương người ta, mình có tâm từ bi với người ta chưa, mà để người ta, Người ta từ bi lại mình. đúng, mình phải xét lại tâm mình, bên trong chân tâm của mình mới thật sự là mình. Dạ. Sư ơi, cho mình hỏi một một vấn đề nữa. Dạ. Là Thế Tỷ như bây giờ sư đang đi trên đường là hành quá để mà cắt thật hay là cái gì đó, mình lỡ gặp như một người nào ngày xưa mình đã từng gieo ăn quán với họ, bây giờ họ gặp mình họ đánh mình lại, mà lúc đó sư sẽ đối xử lại như thế nào? Và cái trường hợp đó thì con cũng có trải qua rồi, nhưng mà là trước đây, cách đây cũng vài tháng chứ không phải là mới đây. Như lúc trước thì con cũng đang trong chùa, con làm công quả, xong rồi con mới chạy về nhà cũng vô, nhưng thì con cũng bị người ta đập bẫy đầu, nhưng mà sao mà được nhìn mẹ mình. Thì như vậy mình thấy mẹ mình ngăn khuyên con mình, hay thấy mẹ mình thấy mình đổ máu không phải sót, nhưng mình thấy mẹ mình như vậy, mình là người con thì mình biết cái bổn phận của mình nhưng ở đâu, thì nên mình buông bỏ và thôi vị tha. Yeah. Cũng không có chấp chứa nữa, coi như mình trả cái nghiệp của mình. Yeah. Thì mình lẳng lặng mình bỏ mình đi thôi, thì cái cơn giận nó sẽ nguôi xuống. Yeah. 5 bước không nguôi thì 10 bước, 10 bước không nguôi thì 100 bước, 200 bước nó sẽ nguôi, cái âm thanh và cái hình ảnh nó sẽ không còn nữa. Yeah. Mình buông bỏ từ từ xuống thì nó sẽ tan biến thôi. Còn mình chất chứa, cái kẻ thù lớn nhất của mình chính là chính bản thân mình chứ không ai khác. Đúng rồi. Tại sao mình không có lòng vị tha, mình buông bỏ hỷ xả? Dạ, sư có thể kể lại một hai đoạn nào đó là cái người mà đánh trước. Sư á, đánh sư á, thì cái lúc đó là ăn quán sao mà họ gặp sư họ đánh? Vô tình cái bữa đó là con qua nhà kia chơi, thì lúc đó là con chưa có xuống tóc quy y, thì vô tình gặp vị đó, thì vị đó mới hỏi này kia, nói chung cũng quá khứ chuyện với bời hút chích nghiện ngập, rồi đâm ra người ta có mới hỏi con tiền án hình sự gì không, mà có thì mình xóa rồi thì đâu còn tiền án hình sự nữa, thì thấy về không mà này con mới bỏ đi. Thì người ta mới như nào lần sau thì con đã xuống tóc đã quy y, thì người đó mới vô cái chỗ nhà đó là như người đó là hiệp sĩ á, nằm dùng đó, thì người ta mới tới đó gài vô để bắt cái gì kia. Thì vô tình bữa đó con chạy ngang vô cái đoạn đường đó để đi, cũng không có tiền đổ xăng thì vô xin 20-30 đổ xăng thì chùa. Thì trên đường chạy đó thì gặp vị đó kêu đứng lại, nói con mới chạy luôn, thì nói vị đó mới lấy xe dí theo, rồi mới nói là quen biết gì đâu mà kêu đứng lại, thì nói tôi đi tu rồi chú tha tôi cái, tôi cũng không còn dính líu gì nữa. Thì vị đó mới kêu là đứng lại, không đứng con chạy luôn. Thì vị nó một hai là la cướp rồi dí theo rồi lấy cây rồi đập con, thì con bỏ chạy tiếp. Rồi lần thứ hai mới đập, là lần đầu là trúng xe trúng tay, lần thứ hai là đập bẫy đầu. Mới chạy về thì xe cũng hư, rồi công an giữ xe, rồi mẹ phải khổ, phải đi bán từ về cho số, rồi đi ra chờ người năn nỉ người ta lấy về chiếc xe. Thấy mẹ mình như vậy, mình người con quá là ngỗ nghịch rồi, mình phải biết sám hối tội lỗi của mình đã gây ra. Thì cũng xin thân phụ và thân mẫu xá tội lỗi cho con. Thì bao nhiêu thời gian qua con đã làm cho hai người phải đau khổ không đúng, bao gánh nặng trên vai. Thì vị đó ra hoài, nghe nói cũng ra hoài, đó là nói con đi giao ma tí rồi đi này kia, kể miệng đời mà người ta muốn nói gì nói, mình không có, mình không cần thanh minh, ai nghĩ sao nghĩ, tại vì mình đã có tì phết mà, mình đã từng là người xấu mà. Yeah. Ai muốn nghĩ nghĩ thôi, mình nhận thêm lần nữa cũng không sao. Yeah. Quan hỷ mình đón nhận thôi. Yeah. Sao rồi cũng trên con đường rồi, sao được vài tháng sau mình lĩnh ngộ rồi được thêm, thì đó mình có được cái sự mà nhẫn nại và nhẫn nhục và nhịn nhục và nhẫn. Thì nhiều người đi, con lúc con đi khất thực thì gặp mấy vị đi đường, con cũng đánh lễ chào, nó chào mình đánh lễ chào lại,
Rồi có nhiều vị tự nhiên chửi con vô lãng xẹt, rồi con quan hỷ thôi, mình niệm mô Phật thôi, mình bỏ đi. Nhiều người đứng la lớn lên thôi, đâu mày ăn sư sao xăm mình quá trời, mô Phật sư gì mà kỳ cục, xăm mình quá trời. Từ cái chỗ xăm mình là người vô minh, người ta mới bỏ đi tu. Nói chung nhiều người á, ta nhìn thì người ta cũng quan hỷ, người ta tán thán mình vì đã đi đều được cái con đường từ bỏ ác về thiện. Yeah. Đó. Và nhiều người cũng nói đi đường thì gặp chú kia, lần đầu thì người phụ nữ, lần thứ hai là người đàn ông. Nó nói mày sư gì, mày sĩ ke cút, mày đi lừa đảo sư gì, tin ta bắt về phường không? Chắc về phường. Mình cũng quan hỷ thôi, mình không giận, mình cũng không nói tiếng nào, lặng lẽ âm thầm bỏ anh đi thôi. Cũng do mình mà ra. Yeah. Nếu mình không đi đến đoạn đường đó thì người ta không thấy mình, hình ảnh của mình thì người ta sẽ không gieo những cái khẩu nghiệp đó. Yeah. Thì mình vừa đi mình vừa chánh niệm trong tâm. Yeah. Mình biết mình có niệm hay không là tâm mình biết rõ, mình niệm lòng trong tâm mình thì con. Yeah. Như con xin sám hối, thành tâm sám hối, nếu con không đến đây thì người ta sẽ không gieo những cái khẩu nghiệp đó, coi như con chưa từng. Yeah. Chứng kiến những cái âm thanh và cái hình ảnh đó thì coi như con không biết gì hết, thì coi như cái chuyện đó không tồn tại, con xin sám hối. Yeah. Giờ con mà ra thì chỉ vậy thôi. Nếu mình con người có chánh niệm, mình là đi đúng con đường của giáo lý của Ngài để lại thì bất cứ nơi nào gian nan cái nào mình cũng vượt qua. Đi con đường này rất là gian nan, rất là khổ chứ đâu phải là dễ dàng gì, nhiều phải có sức kiên trì và sự. Yeah. Bền bỉ, bền bỉ và có tánh phải có nghị lực. Yeah. Mình phải kiên cường, mình đứng lên. Yeah. Đừng vì một chút vấp ngã mà ở đây đi trên con đường này cái sự khảo đảo mình rất là nhiều. Mình. Yeah. Mình đó là chính là con người thực tế ngoài xã hội mình luôn chứ không ai khác. Yeah. Đem cho ta cái cảm giác vui có, buồn có, phiền não có, giận hờn sân si cũng có, đều đem đến cho ta, đó là cái sự khảo đảo. Tại sao mấy vị không chịu nhìn ra? Yeah. Yeah, đó. Yeah. Là những gì con học, con biết được, con chia sẻ, đó là điều thực tế về hiện tại, lời thật, việc thật, người thật, ý thật. Yeah. À, ngày xưa thì đệ tử Đức Phật á, thì cũng cũng trải qua, cũng ngồi thiền. Một bữa nọ mình cũng nghe một câu chuyện là có một đệ tử là nửa đêm tự nhiên là nói là ôi vui quá, vui quá, là không biết chuyện gì. Bữa sau thì trình một người cái bên nghe được, trình Đức Phật. Đức Phật mới hỏi tại sao mà con lại vui quá, vui quá là sao. Thì một vị tùy theo đó, đệ tử Đức Phật mới nói là tại vì trước kia con sống trong cái sự mà như giàu có này kia đó, mình đi đâu cũng có người hầu người hạ nó ràng buộc. Bây giờ con đi tu buông bỏ hết tất cả, thành ra thấy cuộc đời con bây giờ nó không còn gì bằng. Thì mình sống mình cảm thấy mình mong cầu quá, mình chất chứa quá, mình tham quá, thì mình sẽ nặng cái vấn đề đó quá, thì mình sẽ làm khổ mình chứ không ai khác. Mà bây giờ quý vị cảm thấy có ăn có mặc đầy đủ, chỉ có ít vậy thôi, cơm canh đạm bạc nó cũng qua ngày, cũng. Yeah. Sáng này sống khỏe mạnh như thường, mà cái gì đã hành thiện, đã cho đi, biết cho đi cái sự yêu thương, rồi cái gì sẽ thấy được cái cảm giác và cái niềm. Yeah. Vui nó như thế nào. Yeah, cái thâm tâm mình nó rất là an lạc. Yeah, đôi lúc quý vị đi cảm thấy quý vị tự nhiên mình cười của mình, nó không ngờ bản thân mình có thể làm được điều đó. Yeah. Mình quan hỷ, nó đem lại cái cảm giác rất là dễ chịu. Yeah. Rất là an vui. Sao quý vị không chịu thử một lần như vậy đi, đem cái lòng từ bi hỷ xả, sự yêu thương, sự chia sẻ thật lòng, chứ đừng có mà do dự gào chừng cho tiếc đồ này nãy. Mấy vị ra đi á cũng đâu có đem theo được đâu. Yeah. Nhà cao cửa rộng cách mấy á rồi nó cũng tay trắng rồi, đâu có đem theo được. Mà món ngon vật lạ cỡ nào chỉ có một bao tử mà thôi, ăn rồi nó sẽ đầy. Yeah. Nó sẽ no rồi nó sẽ nhàm chán. Yeah. Ăn cao lương mấy vị rồi cũng một bữa ăn, mà ăn bằng hàng cơ cực cũng rồi cũng bữa ăn. Như bây giờ điện. Yeah. Thoại nó con điểm hình cái điện thoại cái gì mình có nghe có gọi được rồi, đâu cần phải chạy theo thời đại mà nói giờ, không phải nhu lý nói giờ, thực tế bên đời là ngoài đời nó là mình kiểu sống ảo, sống chạy theo thời đại đó, sống mà kiểu ham vui đua đòi đó. Yeah. Thì mình sẽ khổ thôi. Nếu mình không phóng vật mình sẽ không khổ, còn mình đã phóng vật thì vật sẽ là đem đến cho mình kết cuộc đau thương thôi. Yeah. Mình chắc chứa quá nhiều mà mình có không có sự hỷ xả thì nó sẽ đem lại cho mình phiền não. Bây giờ có giàu nhất có tiền nhiều cái sợ người ta đến, người ta nói này nó không có tiền nó khổ nè, đến đây thế nào cũng nhờ mình gì, nó mượn nè, rồi mình có của cải nhiều cái mình sợ mất mình giữ,
này kia sợ người ta mượn. Khổ không? Yeah. Phải khổ. Tuy nhiên hỏi tới cái tứ diệu đế là gì? Bát chánh đạo. Yêu cũng khổ, mà ghét cũng khổ, yeah, mà thương cũng khổ, mà nhớ cũng khổ, mà lo cũng là khổ. Thì hôm nay mình mới nhận xét ra là sư là khác biệt hơn cái bữa mình quay ở trên, chia sẻ trên núi Cấm. Là lúc đó sư nói pháp là rất là ít, sư chưa có thông thạo. Nhưng cách đây có vài hôm mà sư đã chia sẻ lên những cái lời mà sư đã hiểu biết về Phật pháp. Hôm nay thì nghe sư nói là rất là thành thuộc, thì mình rất là tin về sư. Một ngày nào đó sư sẽ đạt thành chánh quả. Tại vì sư đã quyết định đi con đường chánh pháp này, sư không bao giờ buông bỏ nữa thì sư sẽ đạt được. Thì mình đã nhận ra được như vậy. Còn nếu như cô chú anh chị nào xem những cái đoạn clip mà gửi rồi với đoạn clip này, cô chú nhận xét ra thử coi sư này nói chuyện như thế nào. Đây còn mấy vị không tin. Đây còn không có tài sản, không còn chất chứa tiền tài gì nữa. Tên người chỉ còn vậy thôi. Clip rồi mình chia sẻ thì chỉ sư còn nói có chuyện rất là... Đây giấy tờ thôi. Yếu ớt. Mấy vị nhìn cho kỹ, đây chỉ gọi là giấy tờ thôi. Sư có tiền tài, không giữ tiền tài mọi người. Sư có thể lấy cái giấy để nhà chùa xác nhận mình là người tu có giấy chứng nhận. Sư. Đây giấy chứng nhận nè cô chú chị. Mình chỉ quay sơ qua, không dám quay kỹ. Này giấy chứng minh của ngài. Này, ok. Hôm nay thì mình cũng không chấp chứa thì mình thấy con người mình nó nhẹ nhõm, nó an lạc. Hôm nay mình cũng là nhẹ đi một phần nào về để mình lo âu hóng dài. Không biết ở đây sư có phải là người thiệt hay là người giả. Mình cũng quyết định bữa nay là tìm gặp sư để mà tìm hiểu về cuộc đời của sư, coi sư sống như thế nào, sư có phải là người tu thiệt hay là tu giả. Thì hôm nay mình cũng đã chứng kiến được là sư đã quyết định buông bỏ để theo chánh pháp để mà thoát khỏi luân hồi, không còn sa đọa nữa. Thì ngày sư vừa qua thì cũng đã là từng trải qua là giang hồ, đa giang hồ khép tiếng. Bây giờ đã buông bỏ hết tất cả, cũng từng vô tù mười mấy năm, ra tù hút chích tù, đều có hết. Nhưng hôm nay sư đã giác ngộ, thì hôm nay cũng nhờ sư nói vài lời với anh em mà hiện giờ anh em mà còn đang ở trong mà giang hồ, sư phiên một vài lời để họ quay đầu về Phật pháp cũng giống như sư vậy. Thì, đây cũng như hữu duyên nay gặp lại được sư huynh đây, hình giả đây, thì cũng có đôi lời chia sẻ với các vị. Mong các vị hãy ở đây với nói với tâm bình đẳng, là không phải là chứng tỏ ta đây hay là này hiểu biết hay là này nọ gì vậy khôn vậy khém gì. Ở đây là nói sự là từ bi và hỷ xả và sự bình đẳng, và mình đã có duyên mình không gặp nhau trực tiếp. Có thể mình như có thể ngừa mình gặp nhau trực tiếp hoài, nhưng có thể mình gặp qua ống kính đây cũng cái duyên, một giây một phút một giờ cái duyên. Thì đối với Phước Sơn con đây thì cũng như cả đời con vẫn là như vậy, vẫn coi quý vị như là người thân trong gia đình của mình, tất cả đều là người thân nhau. Khuyên quý vị hãy nên buông bỏ và mình cố làm sao còn cha còn mẹ, mình xứng đáng là người con. Bây giờ mấy vị cứ nghĩ đi, hơn thua nhau được gì, gây oan trái thôi, máu đổ đầu rơi. Chỉ là hai người khổ là cha mẹ mình thôi, phải xách giỏ đi thăm mình. Người bên kia phải đi nuôi con mình trong bệnh viện, khổ không? Quý vị phải làm sao cho xứng đáng là người đáng nam nhi, là người con thật sự. Như vậy mới là người anh hùng thật sự, mới là người có tài, là đấng nam nhi đầu ra trời chân đạp đất. Chứ đâu phải mà quý vị phải hơn thua đâm chém nhau rồi hơn thua nhau cái lời nói, câu nói làm cái gì? Không được gì cả. Thôi nhiều vị ví dụ cái chuyện đó quý vị nói chuyện đó của vị A đi, B vị A muốn biết là vị A sai, nhưng mà muốn đổ cái tội sai đó cho chị B. Mình chấp nhận mình nhận, rồi cho quý vị đúng, rồi tôi sai được chưa, tôi xin hỏi. Mấy vị thử một lần như vậy đi, rồi từ từ nó sẽ thành cái thói quen. Nó sẽ rèn luyện mình, rồi từ từ quý vị sẽ thành bức tường thép thôi. Không có gì mà đốn ngã quý vị được nữa. Đó là quý vị đã có sự kiên cố rồi. Còn muốn tặng quý vị luôn
là bồ đề chưa hẳn gọi là cây. Dạ. Tâm sinh tướng, tùy cảnh mà tâm chuyển. Dạ. Hôm nay gặp đại sư thì sư nói cái những lời nói là đi sâu vào chánh pháp hơn. Lúc mình gặp sư thì sư còn bỡ ngỡ lắm. Đúng không sư? Thấy dạ. Hôm giờ là sư tỉnh ra ngộ ra rất là nhiều. Thì hôm nay mình không có đi nữa thì cái sức của mình nó được phục hồi lại. Dạ. Thì nó cũng lấy lại được cái lực của mình lại. Thì cũng nhờ ở trên, cũng nguyện ở trên là cho phép thì mình mới dám làm như vậy. Hồi nãy nghe sư kể là sư bị đánh về nhà mẹ lo này kia đó, tới khúc đó mình muốn rưng nước mắt. Thì mình là người con mà mình làm những việc bất hiếu, làm những gì tội lỗi gì về mà cha mẹ phải gánh chịu. Mình nghĩ đi. Đã biết ngộ nhận ra rất là quý. Mình có con rồi, mình thương con mình cỡ nào. Yeah. Thì tình yêu thương của cha mẹ mình dành cho mình thế nào, vô bờ bến. Tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình là còn vô bờ bến, còn hơn vậy nữa, rất là nhiều. Yeah. Không có tình thương nào bằng tình thương một tử, biển cả bao la. Yeah. Chỉ có tình mẹ và cha. Hai vị đó là hai đấng thiêng liêng mà. Yeah. Hai vị đó, hai vị Phật sống trong đời mình đó. Gần mấy vị phải đi nhất thiết mà vô chùa tháp nhang mấy vị lại cái hình tượng, rồi dập đầu lại, ai chứng cho mấy vị? Mấy vị làm ác ai chứng? Quý vị mong cầu ai chứng cho quý vị? Yeah. Lời cầu nó chất lên đầy, nó quả đi cầu ra ai mà chứng cho quý vị? Yeah. Mình cứ ăn ở hiền đi, rồi quý vị sẽ thấy cái điều vi diệu với quý vị. Có nhiều điều hay lắm, nhiều điều vi diệu lắm. Từ mấy vị cảm nhận, nếu mấy vị làm giống như vậy đi, rồi mấy vị sẽ thấy. Một tuần lễ 10 ngày thôi, quý vị sẽ thấy cái điều tốt đẹp. Dạ. Yeah. Thì nghe Đức Phật ngày xưa Phật sống ở nhà mà mình không biết tôn thờ nữa. Đức Phật ngày xưa cũng từng dạy mà mình muốn trả hiếu cho cha mẹ, mình cõng cha mẹ đi hết khắp cái núi Tu Di, bây giờ mình cũng không có đền ơn được cha mẹ, mình lóc thịt thôi mà mình làm cỡ nào giờ cũng không có đủ công đức để mình trả lại hết, chỉ có cách là đi tu để đền ơn lại cho cha mẹ thôi. Mình làm người có đạo đức, lương thiện, hướng thiện, đó là cái sự đền đáp công ơn của cha mẹ rồi đó, cha mẹ mình đó, người con có hiếu rồi đó. Còn mấy vị còn cao cả hơn thì mấy vị có thể khoác lên cái bộ đồ của Tam Bảo. Đấy. Rồi hôm nay thì cũng video này cũng tới đây cũng xin kết thúc. Thì cũng nhờ sư dẫn về cái chỗ mà sư hiện nay sư đang ở sư, để cô chú anh chị mình tìm hiểu thêm một chút nữa. Mình hiện giờ sư có chỗ để ở chưa? Dạ có. Có cái cốc để mình ở phải không? Dạ. Dạ. Cũng không nương nhờ sư huynh đệ thôi. Dạ. Đồng tu nhau, dìu dắt nhau trên con đường tu tập, trên đường cầu đạo. Đi ra con xin phép. Dạ. Vì nhờ sư dẫn về cái chỗ cốc sư ở nha. Dạ. Dạ, vì mời cô chú anh chị mình hãy cùng theo gót chân của sư về chỗ sư đang ở để tu tập. Thì mình tới đây mình cũng ngưng video quý cô chú anh chị, video tới đây cũng hơi dài rồi. Mời quý cô chú anh chị mình hãy xem tiếp video tiếp theo. Xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào thấy mà mình chia sẻ những cái đoạn clip này có ý nghĩa thì hãy tiếp tục theo dõi. Nam mô A Di Đà Phật.